Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay này các bác mua xe đạp địa hình Downhill Zavu 1895, một dòng xe đạp khung nhôm thuộc phân khúc chính hãng, và chiếc xe thì được sử dụng một cái bộ cấu hình cực kỳ là tốt trong cái phân khúc các bác nhé. Độ cấu hình của nó là full một set 9 món Shimano DOG, từ bộ chuyển động rồi đùi đạp đến cụm phanh dầu, full hết một set Shimano DOG 10x3 với clip 3 đĩa. Đó, khung nhôm tông màu đỏ đen rất là đẹp, đến từ thương hiệu Downhill. Đây, website của xe đây, các bạn có thể nhìn thấy người ta in lên luôn lên khung website. Khung nhôm. Và trọng lượng xe thì cũng rất là nhẹ các bác nhé. Sơn si là nguyên bản hết, còn rất là mượt mà. Chỉ có những cái vết xước nhỏ răm li ti rồi đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài nên là không thể tránh khỏi đâu. Lại thì tổng thể xe thì ngoại hình các thứ rất là đẹp. Trang bị một bộ set Shimano DOG các bác nhé, full một set group. Từ đè chuyển động sau này đến gạt đĩa trước. Đĩa trước và đùi đạp trục rỗng là DOG này, và phía trên phần ghi đông này thì cũng được trang bị cái phanh dầu, phanh dầu và cụm tay bấm xả, tay bấm xả và con heo dầu dưới này các bác nhé. Heo dầu dưới này full hết một set Shimano DOG, bộ ghi đông của Phúc Ngọc Yên này thì cũng là nguyên bản hết này. Mayer bi vòng các bác nhé, Mayer được sử dụng trên chiếc xe là Mayer bi vòng bạc đạn, giảm xóc này cũng là theo xe luôn, giảm xóc dầu thủy lực. Mayer sau cũng sử dụng là bi vòng rất là trơn, cực kỳ là bon. Vành bánh là 26 inch các bác nhé, vành bánh là 26 inch, sử dụng lốp Maxxis, sử dụng lốp Maxxis và bản lốp của nó là 1.95. Đây nó còn gồm một cái khóa hành trình giảm xóc rồi, có thể nhìn thấy này, rất là tiện lợi. Với cái mức giá đang bán là 9 triệu đồng, 9 triệu thì bộ cấu hình này thì thực sự là ngon nhất trong cái tầm giá thôi. Full hết một set DOG 10 lít 3 đĩa, đùi đạp trục rỗng rồi Mayer các thứ là sử dụng bi vòng hết. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size của chiếc xe bao tiêu tâm trục đạp đính khóa yên là 40 cm. Quá yên cái tâm phủ phốt là 54 cm, thì xe của các bác đi từ khoảng 1m58 đến khoảng 1m68 đi phù hợp. Phần chuyển động các bác nhé, động thì không cần phải bàn gì đâu, bộ DOG, bộ cũng là dạng tận cao cấp của thằng Shimano và được sử dụng rất là rộng rãi, rất nhiều người dùng cái dòng này. Nó cũng đủ số tầng, 10 tầng thì cho các bác có thể đạp leo núi rất là tốt rồi.
mọi thứ bấm thì rất là nhẹ. Lên xuống rất là mượt mà, rất là mượt trên đường. Và xe thì đang được bán bên em mức giá là 9 triệu đồng, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đăng ký kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.